sử dụng nha. Đấy, sản phẩm mới của công ty Oddvet. Thì cách ủ và sử dụng như thế nào thì sau đây em sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì tương với một gói bã sử dụng này là 500 g, mình sẽ ủ với một cái tương phèn, cái tương phèn này nha. Phèn là sẽ đi nó tặng tặng vào cục nhẹ nè này, phèn này, và chúng ta sẽ dùng 7 lít nước ngọt này, nước sạch nha, ta sẽ đổ vào cái thùng này. Thì hiện tại là anh Hùng đang ủ này, thì như thế nào thì quý vị xem này, quý vị thấy không? Này, cái bát sữa đang sinh sôi đấy nha, này bọt lên rất nhiều này, này cái men nó rất là nhiều. Đây là sản phẩm đặc biệt phân trạng của công ty Oddvet sau mới ra, và giá của nó là 345.000 nha, giá tiền mặt nha. Thì quá trình sử dụng ba sữa này là trường hợp tôm bị lỏng ruột và là đi phân trạng thì chúng ta sẽ ăn liều 20 ml, hỗ trợ thêm 10 g virucid. Đấy, cho ăn 2 ngày như vậy tôm sẽ chặt ruột và có phân lại nha. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi, xin chào quý vị và các bạn nha.